hối hận, tình không là thơ chỉ là trái đắng. Từ khi nhận ra tình mình gấp khuất để anh chìm trong hố sâu tình yêu. Cuộc đời bao nhiêu oan, nhiều phút lỡ lầm. Mày tưởng mày thoát được tao hả? Đẩy anh và em vào cuộc tình chớ trêu, dù cô cũng vậy thôi, chẳng thể chung người. Mày mà lên tiếng, mày dọa đánh tao. Thì để mình ăn chịu nhiều đắng cay. Hãy đừng trông mong vì cuộc tình đã lỡ vùi trong niềm đau, chỉ làm thêm tan nát những kỷ niệm xưa. Hãy giết tôi đi, hãy giết tôi đi, tôi muốn được vô tù. Ủa gì mà vô tâm? Hãy tìm tao là tình yêu niềm đau, tìm về hạnh phúc ấy ngày xưa dịu êm. Cuộc tình mình không thể đẹp như bài thơ, thì tôi xin hãy quên. Được sao? Chị làm điều ác như vậy á, chị sẽ bị quả báo đó. Mở cửa ra, mở cửa. Chị giết người như vậy, chị sống có yên ổn không hả? Mở cửa ra. Chị Minh, mở cửa. Chị ơi, chị ra coi thằng này, em chịu hết nổi nó rồi. Thôi kệ nó đi, bỏ đi. Chị để em ra cho nó mày học. Thôi Mạnh à, bỏ đi. Ôi, ra. Mạnh. Chị Minh. Anh muốn gì? Cuối cùng cũng có đứa ra chịu trận. Mày sống chung với lũ giết người như vậy, mày sung sướng lắm hả? Ê, mày nói ai giết người? Tao nói chị em của mày đó. Mày nói cái gì? Hả? Mày tính giết tao nữa hả? Mày giết tao đi, tao sẽ cho tụi bay xuống mồ hết. Bà Minh, bà ra đây coi. Em bà đã đòi giết tôi nè, các người sẽ phải trả giá. Hả? Bà ra rồi hả? Bà ra đây. Hả? Muốn ra? Đừng tới chứ tao. Mày giết mày ra đây. Thôi đi. Ra đây. Về đi. Mạnh à, Mạnh. Mày mở cửa ra. Mở cửa ra. Đây có chuyện tao đó nha. Bà Minh, đi vô kia hai. Bà Minh, em vô bà đứng đi. Lại nghe tôi nói nè. Bà giết người như vậy bà sống có sung sướng không hả? Tôi sẽ vạch trần bộ mặt khốn nạn của hai chị em bà đó. Bà cứ chờ đó. Chú về đi, tôi không có chuyện gì để nói với chú hết. Bà Minh, bà nghe tôi nói nè. Bà tưởng bà thoát được tôi sao hả? Bà trốn tôi ngày hôm nay, nhưng ngày mai tôi sẽ gặp được bà đó. Tôi giết người. Không lẽ mình cứ để cho anh ta làm phiền hoài như vậy sao chị hai? Alo, dạ em nghe. Dạ, em biết rồi. Giết thằng Mạnh được thả, tao nghĩ không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Chắc chắn công an có tính toán điều gì đó. Tạm thời mọi chuyện cứ nằm yên đi, khi nào có lệnh mới rồi hãy làm. Nghe chưa? Dạ. có anh, nhiệm vụ đã xong rồi. Có chuyện gì vậy anh Hòa? Trong số các người ngồi ở đây, có người thông đồng với chị ta, có người báo cháy cho chị ta. Anh đang nói kiểu gì vậy? Tôi yêu cầu anh đang nói cẩn trọng một chút. Cái anh ngồi đó hả? Nhìn chị em người ta đi như vậy mà không có bất cứ hành động nào là sao? Tôi nói giết người, tôi nói giết anh trai của tôi đó. Vậy mà các anh để yên vậy sao hả? Các anh bảo vệ nhân dân kiểu gì kỳ vậy? Anh Hòa, tôi yêu cầu anh ăn nói đàng hoàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ bắt anh về tội lăng mạ và vu khống đó. Bắt hả? Bắt tôi đi, bắt tôi đi. Nhưng mà trước khi tôi bị bắt, tôi sẽ làm rõ chuyện này. Mà có khi chính anh là người của chị ta. Anh là người nhận tiền của chị ta phải không? Anh nói đi. Đưa anh ta vào phòng giam. Đó, cái người bỏ sót tội phạm hả? Cái người thông đồng của chị ta hả? Cái người trả lời tôi đi. Trả lời tôi đi. Thưa anh, có nhất thiết phải làm như vậy không? Cứ giữ anh ta lại một đêm, cho anh ta bình tĩnh lại. Anh ta đang bị sốc. Hơn nữa, thời điểm này cần phải làm như vậy. Cháu đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Nếu còn điều gì đó chưa thoải mái thì chú sẽ... Chú yên tâm, cháu sẽ thuyết phục anh Hòa ký trong thời gian sớm nhất. Tình hình của Hòa ổn chứ? Có gì mà không ổn hả chú? Chỉ là ảnh vướng mắc mấy chuyện nhà thôi. Vậy còn ý kiến của Hòa về việc bán cổ phần thì sao? Chuyện đó cháu chưa nói với ảnh. Nếu Hòa không đồng ý thì sao? Cháu sẽ thuyết phục anh ấy. Bản thân của cháu cũng thấy quá mệt mỏi rồi. Cháu muốn kết thúc tại đây. Cháu nghĩ như vậy là rất đúng. Việc này không chỉ tốt cho vợ chồng cháu mà còn tốt cho tất cả mọi người. Anh đi đâu cả đêm mà điện thoại anh tắt máy vậy? Anh giải thích cho em đi chứ. Em thôi đi. Anh đi cả đêm không một lời giải thích, rồi bây giờ anh lại tỏ thái độ đó với em. Anh có coi em là vợ của anh không vậy? Em đi. Anh mệt mỏi lắm rồi, em có biết không hả? Được. Nếu như anh muốn vậy thì em nói cho anh hay luôn. Không chỉ một mình em mà tất cả mọi người trong công ty đều mệt mỏi với anh đó. Mọi người nghĩ anh là bị tâm thần. Hội đồng thì liên tục hối thúc bán hết tất cả cổ phần cho họ vì họ không còn niềm tin với anh nữa. Mặc xác họ. Họ muốn làm gì thì làm, muốn bán gì thì bán, anh không quan tâm. Người ta đã thả thằng giết anh Thuận rồi kia. Đó, đó là chuyện anh phải lo đó. Tại sao lúc nào anh cũng như vậy hết vậy? Ai giết anh ấy thì chưa rõ, nhưng mà chính anh đang giết em đó. Anh phải hiểu là anh Thuận anh chết rồi. Anh Thuận anh chết rồi. Anh để cho anh yên đi. Anh Thuận chết rồi. Anh nãy bị giết quan nên tôi mới ra nông nổi này nè. Cô sao vậy? Cô không đau lòng khi người thân của mình mất hay sao hả? Một giọt máu đầu còn hơn ao nước lã nữa. Anh Hòa, anh đối xử với em như vậy sao? Anh nỡ đối xử với em như vậy hả? Ý anh nói anh với anh Thuận là một giọt máu đào, còn em với anh, em với anh chỉ là một ao nước lã thôi sao? Hả? Tôi không có ý đó. Nhưng mà cậu phải hiểu, không ai có thể so sánh tình cảm anh em của tôi, kể cả cô nữa. Ủa Oanh, có chuyện gì vậy Oanh? Chị à, anh em họ giống nhau lắm, sao họ lại có thể vô tình như vậy hả chị? Ảnh đánh em, lần đầu tiên ảnh cư xử như vậy đó. Ảnh còn nói em không lại gì với ảnh nữa. Chị ơi, em chỉ muốn chết thôi chị ơi. Sao lại thành ra như vậy chứ hả? Em đâu có làm gì sai đâu chứ. Chắc là do chú ấy căng thẳng quá thôi. Không, ảnh như vậy từ ngày anh Thuận mất, em đã cố chịu đựng rồi. Nhưng mà bây giờ ảnh còn đánh em nữa, làm sao em chấp nhận được? Em bình tĩnh lại đi. Mà bây giờ chú ấy đâu rồi? Em không biết nữa. Ảnh đánh em xong rồi ảnh bỏ đi, làm như chính em mới là người có lỗi vậy. Em đâu có làm gì sai đâu. Chị ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Em không muốn tình trạng này kéo dài. Công ty thì người ta muốn mua lại cổ phần của tụi em, người ta muốn gạt tụi em ra. Sao vậy? Tại vì anh mất tập trung, anh không làm gì hết. Anh luôn nghĩ tới cái chết của anh Thuận và luôn muốn đi tìm hung thủ. Em chán lắm rồi, em không biết phải làm sao nữa, em chán lắm rồi. Tôi xin lỗi anh về chuyện ngày hôm qua. Coi như là chào cà phê này, tôi mời anh thay cho lời xin lỗi của tôi vậy. Giờ á, anh đã thật sự bình tĩnh lại chưa? Dạ rồi. Nếu không còn gì tôi xin phép anh. Tiện đây tôi muốn nhờ một việc. Anh nói là anh thấy ông Lâm bảo vệ nhà hàng của anh trai tôi hả? Đúng. Ông nói là ông không trốn tránh ai hết, chẳng qua ông ngại phải giao tiếp với nhiều người. Anh có thể cho tôi địa chỉ mới của ông Lâm được không? Tôi hứa với anh là tôi chỉ gặp ông để nói chuyện thôi, tôi không làm gì quá giới hạn đâu. Ông Lâm. Ủa anh Hòa. Dạ mời anh vô nhà. Dạ mời anh uống nước. Chú sống ở đây sao? Dạ nhà tôi ở dưới quê á, nhà cửa thì để cho tụi nhỏ lo. Tôi lên đây ở như vậy là quá được rồi, cả triệu một tháng đó anh. Vậy à, chú xin được việc mới chưa? Dạ tôi cũng mới xin được vài ngày, cũng là bảo vệ cho nhà hàng. Tuy là không bằng nhà hàng của anh Thuận, nhưng cũng đủ đắp đổi. Với lại gửi đựng chút đỉnh về quê cho tụi nhỏ ăn bánh. Chú Lâm à, tôi muốn hỏi... anh Hòa, nếu như anh tới đây chỉ để hỏi chuyện của anh Thuận thì tôi không còn gì để nói nữa. Những gì tôi biết tôi đã trình báo cho công an hết rồi. Tôi nói y như những gì tôi nói với anh vậy đó. Anh Hòa, chuyện này coi như xong rồi, tôi không còn dính líu gì nữa hết. Tôi mong là anh hãy để cho tôi yên, để tôi còn đi làm, kiếm tiền gửi về quê nuôi tụi nhỏ nữa. Anh đừng có làm khó dễ tôi nữa mà. Chú chờ tôi một chút. Chú Lâm à, tôi muốn biếu chú chút đỉnh, coi như là cảm ơn chú đã thành thật với tôi. Lần trước vội quá, tôi không được tử tế với chú. Chú thông cảm nha. Chú nhận thôi, đi. Thôi, anh không cần phải làm như vậy đâu. Anh Thuận cũng tốt cho tôi lắm mà. Đây là tình cảm của tôi, chú cứ nhận đi. Thôi, tôi xin phép về đây. Dạ. Tôi về đây. Dạ. Gió đổi chiều rồi em. Đêm hôm qua thằng Hòa bị công an giữ lại nguyên đêm vì tội quấy rối. Em cứ yên tâm đi, họ sẽ không tin nó nữa đâu. Coi như là em được yên ổn rồi hả? Anh lại được gặp em. Bây giờ em quay lại cuộc sống cũ. Mọi việc qua rồi em à. Em không phải lo nghĩ gì nữa nha. Mà nè, em có gì nói với anh không? Anh hỏi vậy là sao? Một tin tức gì đó hay ho về thằng Hòa chẳng hạn. Không có. Anh à, theo chiếc xe đó giùm tôi. Anh yên tâm đi, tôi chuyên chở mấy bà đi đình chồng cặp bồ hoài ha, có kinh nghiệm lắm. Mà anh định ông già này làm chi? Bộ ông già này ông dê vợ anh hay sao? Anh đừng hỏi nữa có được không? Chán thiệt. Em còn trẻ mà sao có trí nhớ tệ quá vậy? Thật ra những gì em nói với anh trong phòng anh đã nghe hết rồi. Có cần anh nhắc lại không? Anh đặt máy nghe lén trong phòng tôi hả? Làm gì mà em ngạc nhiên dữ vậy hả? Nếu không làm như vậy thì làm sao bảo vệ được em? Việc thằng Hòa và Oanh giận nhau kể cũng hay. Ta có thể tận dụng chuyện này. Anh tính làm gì? Anh chưa có nghĩ ra, nhưng chắc chắn sẽ làm một cái gì đó. Thằng Hòa nó không có liên quan gì, anh tha cho nó đi. Em mũi lòng rồi hả? Cứ yên tâm, không có mất mạng đâu mà lo. Tôi chỉ sợ bung bét hết mọi chuyện ra thôi. Nếu mà bung bét ra thì có anh đỡ cho em rồi. Nè, cứ làm theo lời anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vòng vòng rồi cũng quay trở lại. Alo. Alo, dạ anh Hòa hả? Anh nghe đi, nói lẹ đi. Dạ anh ơi, công ty Vĩnh Thịnh yêu cầu mình á chiều nay sang để bàn về hợp tác kinh doanh đó anh. Mình đã lỡ hẹn với họ một lần rồi đó anh. Kêu chú An giải quyết đi. Dạ, chú đi công tác rồi ạ. Nhưng mà chú nói là vợ chồng anh lo chuyện này mà. Vậy chị Quanh đâu? Chị Quanh chưa tới ạ. Vậy thì cô giải quyết đi. Nè, tôi trả lương cho cô, không phải để cô ngồi nghe điện thoại không đâu. Tự lo đi. Còn nếu không được á thì kêu ông An về xử lý đi. Dạ. Alo. Cô nói là cô sẽ nhắn tin ngày giờ để gặp tôi nói chuyện. Vậy sao cô không nhắn? Tôi chưa muốn gặp thì tôi không nhắn thôi. Cô chưa muốn hay là cô đang lo sợ? Tôi thì có gì phải sợ anh chứ. Chẳng lẽ anh lại đi đối xử tệ với lại bồ của anh trai anh sao? Giờ tôi muốn gặp cô để nói chuyện. Nếu cô nói không có gì phải lo sợ thì hãy nhận lời đi. Được. Vậy thì anh nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ tới. Ok thôi. Sao anh lại hẹn ở đây? Chỗ này trước kia anh em tôi thường lui tới. Chúng tôi thích đứng đây để ngắm dòng người qua lại và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Chuyện anh ấy đi làm, còn tôi đi học. Và khi trưởng thành thì chúng tôi vẫn thường xuyên như vậy. Thường xuyên đứng đây để nói chuyện với nhau, tâm sự cùng nhau. Ngay cả chuyện anh bị sét đánh với ai đó, anh cũng kể tôi nghe hết luôn. À, cô Quyên nè. Hả? Những chuyện của tôi và anh á, anh có nói cho cô biết không? Có, nhưng mà ít thôi, đủ để tôi hiểu về anh. Hiểu về tôi sao? Có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của anh không? Vậy chắc cô cũng biết chuyện của ảnh với vợ ảnh hả? Theo cô á, một người từng yêu tới mức đó thì có thể phản bội vợ của mình được không? Quanh đi quẩn lại vẫn là về cái chết của anh Thuận và những nghi ngờ của anh. Chẳng lẽ khi nhớ tới ảnh, anh chỉ nhớ đến những chuyện này thôi hả? Không, tôi nhớ nhiều lắm. Vì nhớ nhiều nên tôi mới quyết định tìm ra sự thật. Cô trả lời tôi đi. Tôi không chắc là anh có phản bội vợ hay không, nhưng mà việc anh muốn có con á thì có. Anh luôn mong muốn điều đó. Em, sao rồi em? Dạ chị, chú An không chịu giải quyết. Chú An nói là phải anh Hoài giải quyết mới được. Tại sao lại như vậy chứ? Chỉ cần chú gọi điện thoại xin lỗi một tiếng là xong mà. Thì em cũng nói như vậy á. Nhưng mà chú nói á, mình đã lỡ sai hẹn một lần rồi, phải đích thân giám đốc tới giải quyết mới được. Còn chú chỉ là phó giám đốc thôi, chú giải quyết không có tiện. Mà hả, em cũng không hiểu sao dạo này chú An khó ghê á. Cái gì cũng phải anh Hoài mới được á. Vậy là ông ấy đang muốn kiếm chuyện để hạ bệ anh Hoài đây. Biết vậy ngay từ đầu đừng hợp tác là được rồi. Thôi, em vào làm việc đi. Dạ em chào chị. Dạ chào chị. Vậy còn Minh, với cái hạng người như vậy á, khi biết chồng mình có bồ, chị ta không thể làm ngơ. Anh nói hạng người như chị ấy, ý là sao? Chẳng lẽ những người làm gái trong ba thì đều vô học và cư xử hung hãn hay sao? Không, tôi không có ý đó. Tôi cho anh biết, tôi và chị ấy đã gặp nhau. Vậy mà chị ta lại nói là chưa từng gặp mặt cô. Thì chắc là chị ta muốn giấu anh. Giấu làm gì, khi những tình tiết đó có lợi cho chị ta. Nếu thật sự anh trai tôi có bồ thì chị ta hoàn toàn là nạn nhân. Cái đó anh phải tới hỏi chị Minh. Làm sao mà tôi biết được. Mà đừng có hỏi tôi về chuyện của chị Minh. Tôi á chỉ biết anh Thuận thôi. Hỏi anh Thuận, làm sao tôi có thể qua thế giới khác mà đối chứng được đi? Vậy thì anh hãy tin những gì tôi nói đi. Nếu như anh không tin tôi á, thì tại sao phải gặp tôi? Tại sao anh muốn gặp tôi chứ? Thôi, được rồi. Vậy tôi cũng không muốn giấu cô nữa. Thật sự tôi không tin cô là bồ của anh trai tôi đâu. Tôi càng không tin anh tôi nhờ cô để sinh con cho ảnh. Tại sao hả? Tôi tin vào linh cảm của mình, và tin anh tôi không phải là con người như vậy. Tôi gặp cô là vì tôi chắc chắn chị dâu tôi là người hại ảnh. Và cô chính là người mà chị ta thuê để Hồng biến mình từ thủ phạm thành nạn nhân. Anh... Sao? Cô đi đâu vậy? Hả? Nè, nè, tôi chưa nói xong mà. Cô đi đâu vậy? Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh nói là anh hiểu anh Thuận. Không có đâu. Anh hoàn toàn sai lầm rồi. Nếu như ảnh là anh sẽ không bao giờ hành động như vậy đâu. Và ảnh cũng không muốn anh á làm rùm beng chuyện này lên như vậy. Anh à, anh dừng lại đi, và để cho mọi người được yên. Xin lỗi, em đừng có như vậy nữa mà. Anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Anh hứa với em đó. Thôi mà em. Anh quá lắm. Bữa nay mà anh không làm lành với em là em bỏ đi luôn đó. Anh biết rồi mà. À, mà đêm qua em ở đâu vậy? Em ở khách sạn của chị Minh. Là ở chỗ nào? Hả? Đường 26 Tân Kiển. Em thấy chị Minh cũng tội nghiệp lắm anh à. Thì ra là cô ta trốn rồi đó. Anh đi đâu vậy? Anh đi kiếm chị ta. Kìa anh. Anh sẽ dừng lại chừng nào tống được chị ta vô tù. Em ở nhà đi. Chào chị. Chào anh. Cho tôi gặp chị Minh. Dạ, phòng bao nhiêu ạ? Tôi không nhớ số phòng, nhưng mà chị ta tên là Nguyễn Thị Minh. Dạ, chị Minh phòng 103. Chị đi ra ngoài rồi anh ạ. Cảm ơn chị. Dạ. Anh tránh ra đi, sao chặn xe giữa đường vậy? Ê, nói cho tao. Mày sao đánh tôi? Chết mày vậy mày. Lần sau không được đụng tới chị tao nữa nghe chưa? Thì ra là mày. Thằng khốn. Đi. Làm gì hả? Anh là vậy đó. Em vợ của anh là vậy đó. Hôm nay nó cho người đánh em nè. Anh có biết không hả? Bây giờ anh cho em biết đi. Tại sao lại như vậy? Anh nói đi chứ. Nếu ngày trước anh nghe em đừng có lấy chị ta thì mọi chuyện đâu có như ngày hôm nay đâu. Sự có mặt của chị ta làm thay đổi tất cả. Chưa lấy chị ta. Lúc đó anh em mình luôn sống vui vẻ với nhau. Chị ta tại sao lại như vậy chứ? Chị ta... Tại sao lại như vậy? Dạ, em nghe nè chị. Em ơi, chị thấy cái nhà hàng nó đang treo biển đó. Em tới ngay đi. Ừ. Tới liền đi em. Dạ, em tới liền à. Xin lỗi, đi đâu vậy? Tôi vô nhà hàng. Xin lỗi anh, nhà hàng chỉ có mở cửa. Anh là ai vậy hả? Anh là ai mà dám cản tôi? Anh có biết tôi là ai không? Dạ. Có chuyện gì ở đây vậy? Ai biết đâu nè, em xong vô đây nè. Anh là ai hả? Họ không cần phải biết. Họ là những nhân viên mới. Họ chỉ làm đúng phần sự của mình. Họ không biết chú là ai. Mà chú muốn họ biết gì? Chẳng lẽ họ phải biết chú là em trai của ông chủ đã qua đời hay sao? Vậy tôi hỏi chị, tại sao chị muốn đổi tên nhà hàng? Sao? Chú vào đây, tôi nói chuyện với chú. Sao? Chị trả lời tôi đi chứ. Vì cái tên này mang đến cho tôi quá nhiều xui xẻo. Mà tôi thấy cũng lạ thiệt. Đóng cửa thì chú nghi ngờ tôi giết chồng, sợ lộ nên phải đóng. Mở cửa thì chú thắc mắc chồng mới chết mà làm ăn cái nỗi gì. Tôi cũng cần phải kinh doanh, cần phải sống chứ chú. Tôi phải làm sao chú mới hài lòng đấy hả? Chị được lắm. Tôi không thắc mắc về chuyện kinh doanh đâu. Tôi chỉ hỏi chị, tại sao chị đổi tên khách sạn? Chị có biết là anh hai tôi bỏ biết bao nhiêu công sức cho cái khách sạn này không hả? Tôi biết. Nhưng bây giờ nó là của tôi. Tôi muốn làm sao thì làm, không can thiệp gì tới chú. Nhà thì tôi không có quyền bán rồi, nhưng đây là chỗ kinh doanh. Tôi làm gì cũng phải xin phép chú sao? Thôi được rồi, tôi chỉ cần chị trả lời một câu thôi. Hôm anh trai tôi té, chị đã gây chuyện gì với anh vậy? Cuối cùng lại là chuyện đó. Tôi đã nói rồi, là vì tôi phát hiện ảnh cặp bồ và muốn tống tôi ra khỏi nhà. Chị nói dối. Hôm qua chị cho thằng Mạnh và mấy đàn em của chị chặn đường đánh tôi. Em trai chị dọ tôi phải tránh xa chị ra. Chị tưởng làm vậy tôi sợ chị hả? Còn khuya, chị càng làm thì càng chứng tỏ chị có liên quan tới cái chết của anh tôi. Quyền nói, chị đã từng gặp cổ trước khi chị gây sự với anh hai của tôi. Tức là chị đã biết sự có mặt của cô ta rồi ha. Nhưng mà chị im, chị không có phản ứng gì hết. Theo cô ta thì có thể do chị sợ anh tôi quá. Nhưng mà đã sợ rồi, tại sao chị lại còn gây chuyện với anh nữa hả? Tôi gây chuyện chỉ vì tin nhắn anh bỏ tôi. Tin nhắn đó đâu? Anh tôi tới với Quyên chỉ vì mong có một đứa con thôi, chứ không hề có tình ý gì với cô ta hết. Chính chị cũng đã nói như vậy mà. Bây giờ tôi hỏi chị nè, tại sao anh tôi lại muốn gạt chị ra khỏi đời của anh? Chị thừa biết là anh yêu chị mà. Anh bất chấp tất cả để tới với chị. Thậm chí anh muốn từ cả tôi nè. Sao? Trả lời tôi đi. Thôi chú về đi, tôi không muốn nói chuyện với chú nữa. Chị đứng lại, chị chưa trả lời tôi mà. Buông chị tôi ra. Chú cẩn thận đó, đừng để cho em tôi giết chết chú. Chú mà chết rồi thì không có ai điều tra nữa đâu. Thôi chú về đi, nếu không sẽ gặp phiền phức đó. Chị được lắm. Nếu chị không nói, tôi sẽ gặp ông Lâm để hỏi cho rõ. Chắc chắn ông đã biết điều gì đó. Chị Hai, ai cho phép em cho người đánh qua hả? Em có biết làm như vậy sẽ gây phiền phức cho chị không? Ông Lâm, anh, ông nói cho tôi biết đi, bữa đó họ gây lộn chuyện gì? Cái ngày anh tôi té đó, ông đã theo dõi họ. Vậy họ gây ra chuyện gì? Ông nhớ lại đi. Dạ tôi không có nghe gì hết. Tôi đã nói với anh hết rồi mà. Không, ông này nói dối. Anh Hòa, tôi thề với anh mà. Ông đừng có thề ở đây nha. Ông nói cho tôi biết đi, chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Ông nói không? Hả? Nói. Anh Hòa, tôi không biết gì hết mà. Tôi không nghe gì hết. Lúc đó tôi đang ở ngoài mà. Ông nội láo. Chắc chắn ông biết chuyện gì. Ông phải biết chuyện gì ông mới trốn nhủi như vậy. Ông không hề có việc làm. Lần trước tôi đã theo ông, ông cứ đi lòng vòng rồi ông trở lại. Ông thề cái gì? Ông nói cho tôi biết đi, ai đe dọa ông? Ai sai khiến ông vậy hả? Đã nói rồi, không ai đe dọa gì tôi hết. Tôi không dối, tôi không biết gì hết mà. Ông nói dối tôi hả? Hả? Đứng lại! Đứng lại đó! Đứng lại! Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì hết. Anh đừng có đuổi theo tôi nữa. Đừng đuổi nữa mà. Tôi không biết gì hết á. Cẩn thận. Lâm. Ông Lâm. Ông Lâm à, có ai không? Giúp tôi đi. Ông Lâm. Anh ơi. Anh đừng bỏ vợ con nha. Anh ơi. Anh đừng bỏ mẹ con em lại mà anh ơi. Nghe anh ơi. Dạ thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là ông Lâm sao rồi? Anh là người nhà của ông Lâm. Dạ. Vết thương quá nặng, do tụ máu trong não, tình hình hơi căng đó. Dạ cảm ơn bác sĩ. Chào anh. Không thể qua khỏi. Biết gì hết đó. Rõ ràng ông đã dừng lại. Với tốc độ đi trong thành phố thì tài xế phải nhìn thấy và thắng xe lại, nhưng mà nó vẫn chạy. Chắc chắn là nó cố ý tông ổng. Đúng rồi, không thể là tai nạn ngẫu nhiên được. Thuận Minh. Alo. Dạ anh, ở công ty có chuyện rồi anh ơi. Được rồi, lát tôi về liền. Dạ. Cô làm ăn vậy hả? Cô giải thích đi. Chuyện gì là sao? Dạ, chỉ là lỗi nhỏ thôi. Lỗi nhỏ hả? Dạ, chỉ là lỗi nhỏ thôi à anh. Mà khách hàng họ không chịu. Hơn 5.000 chiếc bị trả về. Hơn 5.000 cái? Vậy mà cô nói nhỏ hả? Tôi hỏi cô nè, lỗi là do dây chuyền sản phẩm hay là do khâu kiểm tra sản xuất? Dạ, chỉ là lỗi nhỏ. Cô đừng nhắc đi nhắc lại câu đó nữa. Lỗi nhỏ hay lớn gì cũng là lỗi hết đó. Người ta trả lại là may rồi, chứ còn đền bù hợp đồng lấy tiền đâu ra hả? Dạ. Mà chú An biết chuyện này chưa? Dạ biết, nhưng mà chú không có chịu giải quyết. Lúc cần giải quyết thì không thấy đâu hết. Chị Quên đâu rồi? Dạ em không biết. Alo, em hả? Em đang đâu vậy? Em đang ở khách sạn. Sao hở một chút là em đang ở khách sạn vậy hả? Đàn bà ở ngoài hoài đâu có hay ho gì đâu. Nếu anh có vấn đề gì á thì cùng nhau nói chuyện giải quyết, chứ đâu phải thời yêu đương gì đâu mà giận hờn này nọ. Anh còn nói vậy nữa hả? Chính anh mới là người khiến em phải như thế này đó. Bây giờ anh còn trách em nữa sao? Em không thể nào chấp nhận cảnh này được nữa. Em sẽ ra khách sạn ở một thời gian. Em nói một thời gian là sao hả? Tạm thời em muốn xa nhau một thời gian để mình suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện, để cho cả hai cùng bình tâm lại. Được. Em thích thì cứ ở đó luôn đi. Ở bao lâu cũng được hết á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.